Xin chào mọi người đến với lại kênh YouTube Simon Tứ gì quên rồi ta. Simon Tứ Vlog. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục quay một cái cảnh là trong xưởng của mình, các bạn đang sản xuất, trong quá trình sản xuất của một cái ngày bình thường như thế nào, của những cái sự kiện mà bên mình làm. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Bây giờ các bạn cùng theo chân mình để các biết. Ở đây thì các bạn này đang bắn những cái tấm hai flat này vào những cái khung, có nghĩa là bên mình có những cái tiệc nó liên quan đến những cái tấm tường như thế này. Cho nên việc đầu tiên các bạn phải cần là bắn những cái tấm hai flat này vào những cái khung như thế này. Đó. Có nghĩa là để mà chúng ta có được cái tác phẩm nghệ thuật thì các bạn cần phải làm những cái bên mình hay gọi nó là cái location, phải làm những cái khung này trước rồi mới tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ra bên ngoài nha. Ở đây có rất là nhiều các bạn đang trong quá trình làm. Mới cho nên quay cũng hơi không có chuyên nghiệp lắm nha mọi người. Ở đây thì các bạn này là đang trong quá trình gọi là liên quan tới những cái sắt hàn xì, thì để mà giống như là để có thể lên những cái khung thì bắt buộc phải hàn xì. Ở đây thì có những bạn đang là gọi trong quá trình là phải cắm hoa. Đây là sẽ là cắt sắt. Bên mình đang trong quá trình là lên hàng. Đây là cái quá trình mà trước khi đi setup thì mọi người sẽ phải lên hàng lên trên xe tải. Đây là cái công đoạn mà các bạn sẽ cho những cái dụng cụ tại xưởng, và sau đó sẽ cho lên chiếc xe tải, và từ xe tải này sẽ chở đến các cái trung tâm tiệc cưới mà bên mình sẽ phải làm. Cho nên ở đây là các bạn đang trong quá trình làm. Ở đây rất là đông nha. Đang nói tới đây là tự nhiên nó bị tắt tiếng nên lồng tiếng vào để cho mọi người có thể dễ hình dung hơn. Mình đang trao đổi với một cái bạn này là bạn đang chuẩn bị lên hàng để đi vào trong nhà hàng để mà có thể làm được cái tiệc cho ngày mai của mình. Mình làm theo phong cách đó là lâu đài. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đi vào bên trong xưởng để giới thiệu cho các bạn xem một số thứ bên trong xưởng nữa. Do lần đầu quay YouTube cho nên là mình không có kinh nghiệm, đâm ra nó bị hư mất cái tiếng đó các bạn. Thì mình sẽ rút kinh nghiệm hơn cho những lần sau. Đây, khi mình vào đến đây rồi thì đó, các bạn thấy là các bạn này đang làm hoa. Chúng ta cần phải xử lý hoa tươi để ngày mai cắm hoa. Và cái công đoạn mà mỗi lần mà xử lý hoa tươi nó lên tới vài chục người các bạn, hầu hết thì mình sẽ thuê các bạn sinh viên. Các bạn để ý kỹ nha, những bạn nào áo màu đen là nhân viên chính thức của công ty mình, còn lại áo màu đỏ là bên mình sẽ là thuê sinh viên là bên ngoài. Bên mình quy định rất rõ là những cái bạn áo đỏ là sinh viên, còn những cái bạn áo đen là nhân viên chính thức. Thì hiện tại nhân viên chính thức bên mình là cũng tầm vài chục người. Rồi bây giờ mình lại dẫn các bạn vào kho bên trong. Thì hiện tại kho bên trong thì các bạn này đang trong cái quá trình đó là cũng làm những cái vật dụng để ngày mai đi. Và mình đang giới thiệu từng thành viên. Bạn này thì chắc là mọi người biết rất là nhiều rồi. Đây là Duy nè. Duy là một trong những bạn trợ lý đã đồng hành cùng mình khá là lâu. Chắc là mọi người biết Duy đúng không? Kế bên Duy là Tiến. Tiến là một trong những bạn đang hỗ trợ và đồng hành cùng với mình ở trên dự án đó là Tony Kiệt trên Đà Lạt. Và hôm nay bạn xuống đây để mà tập huấn. Mình đang giới thiệu cho các bạn về hai bạn này. Đó là Duy và đây là Tiến ha, người đồng hành cùng với lại Tony Kiệt trên Đà Lạt. Kế bên đây đó là Trung. Trung là một trong những bạn mà đồng hành cùng với mình cũng khá là lâu. Bạn là sinh viên trường đại học Bách Khoa. Và có thêm một bạn đó là Tiến. Và sắp tới đây là Trung và Tiến sẽ là hai bạn đồng hành cùng với mình. Mình sẽ mở ra một cái dịch vụ nữa, đó là chuyên về digital marketing. Thì mình sẽ làm một cái clip nói rõ hơn về cái chuyện mà công ty digital này sẽ mở, và dự kiến là trong khoảng tháng 4 và tháng 5 mình sẽ giới thiệu sâu cho các bạn nha. Và lúc này là mọi người đang cười nói rất là vui để mà có thể là gửi đến mọi người một cái thước phim rất là hay, rất là kêu gọi mọi người là có thể ủng hộ like kênh của Tứ. Nhưng mà không ngờ là Tứ lại không biết lấy tiếng cho nên bị mất tiếng, nên bây giờ phải ngồi lòng tiếng cái khúc này cũng hơi là tiếc. Rất là hy vọng là lần những cái clip sau là mình sẽ có kinh nghiệm hơn và mọi người sẽ vẫn theo dõi và luôn đồng hành cùng với những clip mà Tứ quay về cái đời thật ở trong này. Thật ra thì các bạn biết là để làm một cái nghề này nó rất là cực, cho nên là việc mà Tứ có thể dừng lại để quay được những clip nó cũng là một trong những thứ mà dành rất là nhiều thời gian. Tuy nhiên là mình vẫn muốn làm những cái điều này là bởi vì mình cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc khi mình còn trẻ. Đây là non ha, qua rồi. Đó, các bạn biết là đội ngũ bên Tứ thì hầu hết ai cũng sẽ biết hàn, biết xì và làm được hết tất cả những cái vật dụng sắt xiết. Nói chung là tất cả nam ở nhà này thì cái gì cũng làm được. Cắm hoa cắm được nè, làm sắt làm được, các bạn rất là giỏi. Bởi vì khi các bạn vào thì công ty sẽ đào tạo bạn bằng cách là bóc lột số động, làm rất là mệt. Lúc này là bạn này đang trao đổi là bạn cần hoa cho cái sự kiện ngày mai, cho nên là bên mình đang trao đổi với bạn để mà cung cấp hoa cho bạn. Rồi tiếp tục mình lại là vào bên trong. Các bạn biết là nghề wedding planner là một trong những cái nghề mà đòi hỏi chúng ta phải có sức khỏe, có thời gian rất là nhiều. Phải có mối quan hệ thì mới bán được, cái đó là đương nhiên. Tuy nhiên mà để mà có thể phát triển được một cái thương hiệu thì không phải đơn giản đâu các bạn.
Tại vì hầu hết các bạn biết là mọi mình phải làm đêm, thức đêm rồi chưa tính là ăn, không có thời gian ăn rất là nhiều các bạn. Cho nên là phải cố gắng lắm mới phát triển được thương hiệu lên. Mình đã làm nghề này hơn 10 năm và trong vòng 10 năm qua thì mình nỗ lực hết sức bản thân của mình để mà phát triển được một cái công ty như ngày hôm nay. Và mình cũng muốn là thông qua những cái clip đời thường nhất của mình có thể chia sẻ được với tất cả các bạn về những cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể không thấy được về mặt hậu trường khi mà làm nghề. Và mình quyết định làm những clip này để cho mọi người thấy được đây là cái công việc của nghề gọi là wedding planner. Người ta cực như thế nào và người ta phải làm như thế nào để mới có một cái chỗ đứng được trong thị trường đó. Rất là hy vọng là tất cả mọi người khi mà xem những cái clip, những cái thước phim thật nhất của mình thì có thể hỗ trợ mình bằng cách là đăng ký kênh để mà đón xem những clip tiếp theo khi mà mình phát hành ra, cũng như là sẽ biết thêm những câu chuyện. Đây là Ngáo nha, một trong những bạn đã đồng hành cùng với mình khoảng 6 năm và bạn này là một trong những người rất rất là giỏi của công ty, nói chung là gà cưng của mình đó. Rồi bên trong này thì mình đang lại tiếp tục là nói chuyện với những bạn này để có thể là kêu gọi các bạn có thể là like kênh, là chia sẻ kênh. Mà rất là buồn là ngay lúc này thì cái mic nó bị hư mất, cho nên là mình phải là làm cái công tác đó là lồng tiếng. Và rất là hy vọng sau này mình sẽ có kinh nghiệm hơn khi mà làm những cái thước phim gửi đến tất cả mọi người. Và mình tin rằng là nó sẽ tốt hơn, là bởi vì mình mới lần đầu mà, như vậy đã là tốt lắm rồi đúng không? Bạn đang giới thiệu và đang kêu gọi mọi người là hãy đồng hành cùng với kênh của mình và like kênh tất cả. Bởi vì nó là những cái khoảnh khắc thật. Và hôm nay nó có tiệc thì mình không thể nào quay lại được các bạn. Cho nên là thôi thì mình chịu khó ngồi lồng tiếng cho những cái thước phim này một xíu, để mong rằng là các bạn cũng thông cảm nha. Mình chưa có kinh nghiệm thôi, mà sau này mình chắc chắn là mình sẽ có kinh nghiệm làm YouTube tốt hơn rồi đó. Rồi ra đây thì mình lại tiếp tục giới thiệu một số các thành viên. Và lần cuối cùng thì trước khi mà up clip thì mình cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ yêu thương mình, ủng hộ kênh của mình, cũng như là luôn luôn là đón xem những cái clip mà Tứ sẽ phát hành trong thời gian sắp tới. Có thể là những clip nó ghi là những khoảnh khắc đời thường thì đôi khi bạn không có gì thu hút bạn lắm, hoặc làm cho bạn cảm thấy hứng thú lắm. Nhưng mà hy vọng là các bạn cũng thương Tứ bằng cách là ủng hộ Tứ bằng cách là đăng ký vào kênh, bấm một cái like cũng như là bấm một cái chia sẻ cho nhiều người biết hơn clip này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để chúng ta có được càng ngày càng nhiều thì Tứ cũng hy vọng là có nhiều người yêu mến mình hơn và biết tới mình hơn. Thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình luôn luôn mong muốn khi mà làm nghề. Đó là cái điều mà mình luôn 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 trăn trở và mong muốn. Rất là hy vọng mọi người. Đây lúc này mình đang trao đổi với chú Hai, là một trong những người gắn bó với mình khoảng 8 năm. Thì chú đang hỏi mình là làm cái gì chỗ này, thì mình chỉ cho chú là nên làm như vậy. Thực ra những cái thước phim này nó rất là sinh động bởi cái tiếng ồn. Mọi người sẽ thấy được cái năng lượng khi tất cả mọi người đang làm việc ở đây. Nhưng mà không may mắn là clip của mình nó bị mất tiếng ngay chỗ này. Thật là đau. Thôi kệ đi. Như vậy mình sẽ có kinh nghiệm hơn và sau này mình sẽ làm tốt hơn. Đúng không các bạn? Cho nên là hy vọng rằng là nó sẽ không bị mất tiếng nữa. Và gửi đến mọi người những clip hay hơn và ý nghĩa hơn. Đó. Đây là cái bãi chiến trường mà tối nay nó phải được mang vào trong nhà hàng để làm. Và một xíu nữa là mình cũng phải là cái người vào để thi công. Và mình cũng đang dự kiến là mình vào và mình sẽ quay lại những cái thước phim thật khi mà mình làm, mình setup như thế nào để mà cho mọi người có thể thấy được hình ảnh của bên mình khi mà làm một cái nghề thì nó phải cực như thế nào. Nó phải đòi hỏi là có những gì. Rồi đến đây thì mình xin kết thúc clip. Hy vọng mọi người nhớ like kênh, ủng hộ, bấm like và chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.